Sáng ngày 11 tháng 4, lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng bàn giao thợ sơn Nguyễn Công Thi, 31 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam, cho Công an quận Liên Chiểu thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó, khi bị lực lượng công an phát hiện kim tiêm trong người, thì chống chế cho rằng dùng kim tiêm để pha chế sơn phục vụ nghề sơn, nhưng thực chất là sử dụng ma túy. Trước đó, vào tối ngày 9 tháng 4, Tổ công tác số 2 lực lượng 911 làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát trên đường Hoàng Thị Loan. Bất cập Thi có biểu hiện nghi vấn, đã dừng xe để kiểm tra hành chính, phát hiện các giống ba kim tiêm chưa sử dụng trong túi quần. Thi liền giải thích mua kim tiêm để pha chế màu sơn cho công việc sơn nước. Tuy nhiên, khi tổ công tác kiểm tra túi áo phát hiện một gói chất bạc chứa heroin, thì Thi mới chịu thừa nhận hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo khai nhận, Thi từ quê ra Đà Nẵng tạm trú ở huyện Hòa Vang để làm thợ sơn, đang điều trị cai nghiện bằng methadone. Đáng nói là sáng ngày 9 tháng 4, mặc dù trên đường đi đến điểm uống methadone để cai nghiện, Thi vẫn ghé mua ma túy để sử dụng.